Chào bà con, chào bạn nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với bà con và bạn một số hormone sử dụng cho heo nói riêng và cho vật nuôi nói chung nha. Thì những hormone này để ứng dụng cho những cái trường hợp như thế này, đó là cho vật nuôi của mình nó động dục, hoặc là trong trường hợp là tới ngày mà vật nuôi mình nó không có hiện tượng là đẻ thì mình chích vào để cho nó đẻ nha bà con. Và cái hiện tượng là nó có hiện tượng là nó bị sảy thai thì mình chích vào để cho nó ăn thai, nó không bị sảy thai. Rồi những cái con heo mà nó động dục ẵm, hoặc là những cái vật nuôi của mình nó động dục nhưng mà trứng nó không có chín, không rụng, hoặc là buồng trứng nó bị đa nang, thì mình sử dụng những cái hormone kèm với những cái thuốc để mình điều trị cho nó, để mình điều trị và mình có giống như nó đậu nó đạt nha bà con. Thì thứ nhất thì em chia sẻ với bà con là thằng viết nó hết mực rồi. Nhất là thằng thanh gót, nhất là hàng gót. Hàng gót thì nó có thành phần là lô gót. Lô gót tân hôn nha. Thì cái thằng này nó làm tan cái thể vàng. Tan cái thể vàng ở cái buồng trứng. Tan cái thể vàng. Tan thể vàng để cho trứng nó chín và nó rụng thì nó gây động dục đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là nó cho đẻ sớm luôn, cho đẻ sớm hoặc là đẻ theo cái yêu cầu đó. Tức là tới ngày mà heo chưa đẻ thì mình cho nó đẻ, hoặc là mình muốn heo mình đúng ngày đó mà nuôi nhiều con thì cho nó đẻ đồng loạt, hoặc là đẻ ban ngày thì mình chích cái thằng hành đó này đó. Mình canh giờ mình chích nha. Trường hợp thứ hai đó là hóc môn thứ hai là gona extra. Gona extra thì cái thành phần của thằng này là estradiol, estradiol nha, và gonadotropin, thì cái hormone này nè, estradiol này á, thì nó làm cho buồng trứng nó phát triển, gây động dục, và đẻ luôn, đẻ sớm luôn nha bà con. Đó. Thì hai thằng này nó đều có tác dụng là đẻ sớm hết nè nha, gây động dục đẻ sớm. Rồi tiếp theo thằng thứ ba đó là oxytocin, oxytocin này thì là thúc giục đó, thúc giục nha. Thì mình can thiệp thúc giục khi gì, khi 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 nào? Khi thứ nhất là con heo nó hoặc là vật nuôi mình nó đẻ, thì con nhất là đặc biệt là con heo nó đẻ được một con thì mình hãy chích cái thằng này, tức là chích thuốc chuột khi cái xương chậu, cái xương chậu á nó đã nở ra rồi à, tức là mình đút cái tay vào nó nở ra rồi. Và khi nó đã đẻ được một con thì tất nhiên nó đã nở rồi đó, đẻ được một con mình hãy chích, chứ mình đừng có chích sớm nha. Chích sớm là nó sẽ kích thích cái tử cung nó co bóp, nó đẩy con đi, và ở phía ngoài cái hố xương chậu nó không có nở ra đó, thì con heo mình nó sẽ bị ngọt, nó chết heo con á, chết nha bà con. Rồi
Tiếp theo là em chia sẻ cái thứ tư nha. Hormone thứ tư. Đây là những cái hormone mà em chia sẻ với bà con cái dạng khái quát thôi nha. Thứ tư. Thứ tư là OS. À, OS Tradion á. OS Tradion. À, thì cái thằng này hồi nãy nó cũng đã có trong cái sản phẩm là Gona S Stadion đó các con, Gona S Stadion, nhưng mà thằng này nó chỉ có thằng là S Stadion thôi, tức là nó chỉ riêng biệt có ơn nó thôi, riêng biệt có ơn nó thôi. Thì cái tác dụng của nó cũng là làm cho buồng trứng phát triển, động dục và đẻ sớm nhé. Rồi cái thứ năm, môn thứ năm đó là progesterone. Progesterone đó, thì progesterone này nó con thấy rõ không bà con, nó bị chó nắng hay là chó đèn đó bà con ơi, nãy giờ em cũng không để ý nữa. Đây em chỉnh qua một chút xíu nha bà con. À, bị chá đèn. À, mà làm mà rất tối thì nó cũng hơi bị chá nha. Progesterone. Thì cái progesterone này á, là nó an thai nè bà con. An thai và cũng gây động dục luôn nha. Chích theo hướng dẫn nha, hướng dẫn của nhà sản xuất. Thì nó an thai. Nếu như cái con mình nó có triệu chứng nó muốn sảy thai thì mình sử dụng cái thằng progesterone này nó chích vào. Có thể là 8 ngày sau mình chích lại. À, thì nó sẽ thành an thai, nó sẽ an thai. Còn mình muốn nó động dục thì mình phải chích liên tiếp 3 đến 4 ngày. À, theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất nha, thì nó mới động dục. Rồi, cái thằng thứ 6 là Gonado. Gonado. Thì Lin. À, thì thành phần của nó là có thằng Gonado nè. Gonadotropin á. Gonadotropin. Thì cái này là nó để chữa nè. U buồng trứng nha. Buồng trứng. Ví dụ. Đó, u buồng trứng tức là u nang buồng trứng đó, những chữ u buồng trứng là u nang buồng trứng, thì trứng nó sẽ không có không chín và sẽ không rụng, nó không làm tổ được, không làm tổ được trên cái thành tử cung, thì nó sẽ trứng mà nó không làm tổ được, thì khi mà tinh trùng nó đi tới thì nó sẽ không bao giờ nó có xảy ra cái hiện tượng là có xảy ra cái hiện tượng là thụ tinh nha bà con. Đó, thì đây là 6 cái sản phẩm có trên thị trường kèm theo những cái hormone đó, thì em chia sẻ với bà con như vậy để cho bà con có một cái nhìn khái quát về cái hormone. Và em lưu ý với bà con một vấn đề như vậy, tất cả các hormone mà em chia sẻ với bà con như vậy đó, khi mà pha tinh là đều được hết, tức là nó đều vô pha tinh, pha tinh heo á, tinh heo đều được hết nha bà con, tinh heo đều được hết nha. Đặc biệt là cái thằng là hand god là nó có ghi trên hướng dẫn luôn, hand god. Nếu như bà con mua một chai á, có cái tờ hướng dẫn thì nó có ghi trên hướng dẫn luôn, và oxytocin. Đó, oxytocin là thuốc chuột đó. Oxytocin nó cũng có ghi trên hướng dẫn luôn nha, hai cái loại này là có ghi trên hướng dẫn hết. Chả đèn quá luôn, khổ thiệt. Đây, hand god và oxytocin, pha tinh, tất cả các hormone mà em chia sẻ nãy đều pha tinh được nha. Đó, nhưng mà cái thằng hand god này thì nó có ghi trên trên cái hướng dẫn luôn, và oxytocin nó cũng ghi trên hướng dẫn luôn là pha tinh,
để nhằm mục đích là cho tinh heo nó mạnh lên chứ không phải là tác dụng lên con heo nái. Mà con phải nhớ rõ được vấn đề đó nha, cho tinh heo nó mạnh lên nha, tinh heo mạnh lên chứ không phải để nó đi tìm trứng. Nó có một cái thiếu chữ H này, tinh heo mạnh lên để nó đi tìm trứng chứ không phải là tác dụng trên trứng nha, nha nha bà con. Tác dụng trên trứng là không phải nha. Trứng khi nào mình chích trực tiếp những cái hormone hồi nãy đó, chích trực tiếp lên con heo thì nó mới tác dụng trên trứng được. Tác dụng trên buồng trứng và tác dụng trên trên trứng nha. Thì đó là những cái chia sẻ mà khái quát thôi về những cái hormone để cho bà con dễ phân biệt trong quá trình sử dụng và đừng có hoang mang. Còn những cái video tiếp theo thì em sẽ chia sẻ từng chi tiết về những cái loại, ví dụ như hand drop em sẽ chia sẻ từng từng cái như vậy, hoặc là oxytocin là em sẽ chia sẻ từng cái để cho bà con nắm rõ rõ hơn về cái vấn đề sử dụng hormone, đặc biệt đối với những cái con heo mà nái mà mình nuôi á, hơi khó đậu, nó phối hoài khó đậu hoặc là nó dễ sẻ thai thì sử dụng như thế nào nha. Thì thôi video dài em chia sẻ bà con vậy thôi. Thì giấc này nó cũng là giấc tối nên là có ánh đèn bà con cũng thông cảm, chữ xấu nữa bà con cũng thông cảm cho em nha. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video của em và chúc bà con thật nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.